Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn quản lý và các bạn cấu hình cho hệ thống Wi-Fi như Wi-Fi của các bạn chạy một cách ổn định, trơn tru nhất, và các thiết bị Wi-Fi của các bạn sẽ không bị rớt, không bị mất kết nối. Nếu các bạn chú ý thì có mỗi thiết bị Wi-Fi như Wi-Fi có nhìn IP là 10.231.1.1.70. Khi các bạn mua một thiết bị Wi-Fi như Wi-Fi mới về và các bạn drop vào trong hệ thống container của các bạn, thiết bị Wi-Fi của bạn sẽ được nhận địa chỉ IP theo CSCP trên con router của bạn cấp phát địa chỉ IP ra. Mà nếu như các bạn để nguyên cho thiết bị Wi-Fi như Wi-Fi của bạn nhận địa chỉ IP từ CSCP cấp ra, thì như vậy các địa chỉ IP nó sẽ liên tục thay đổi. Như thế thì đã làm cho các thiết bị Wi-Fi như Wi-Fi của bạn rớt, mất kết nối về container trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ không đi nơi và làm cho hệ thống Wi-Fi như Wi-Fi của bạn sẽ hoạt động không hề trơn tru. Khi đó thì các bạn sẽ gắn địa chỉ IP cố định cho các thiết bị Wi-Fi như Wi-Fi của bạn, ví dụ mình gắn cho một dải IP từ 47 đến 53. Khi bạn muốn gắn các địa chỉ IP cố định này cho các thiết bị Wi-Fi của bạn, bạn phải trừ một dải IP trên con router của các bạn ra. Cái dải IP này sẽ không được cấp phát CSCP trên con router của các bạn. Ok, các bạn kích nút vào thiết bị Wi-Fi. Các bạn vào bảng setting. Các bạn kích vào bảng config. Các bạn kéo xuống, các bạn kích vào network. Hiện tại bây giờ đang sử dụng là độ an sinh DHCP. Các bạn bỏ cái độ đi, các bạn chuyển vào static IP. Và các bạn đang gắn địa chỉ IP theo đúng giải của bạn. Mình đã ngoại trừ địa chỉ IP này không được cấp patch theo CSCP trên router rồi, là một địa chỉ IP cố định. Theo thêm cả chỉ snap mask 255.255.24.19.24.0. Các bạn gắn thêm lại chỉ full gateway 10.231.100.1. Các bạn gắn cho địa chỉ DNS. Mình sẽ trở về địa chỉ dạng Google là 888.88 và 8.8.4.4. Các bạn ấn vào trên, các bạn ấn update trên. Ok, các bạn sẽ ấn refresh lại. Ok, như vậy là thiết bị Wi-Fi này đã nặng lại địa chỉ IP là 10.2.150. Khi các bạn gắn cố định IP như này, làm cho các thiết bị Wi-Fi của các bạn sẽ không bị rớt, không bị delay, làm cho các thiết bị Wi-Fi của các bạn sẽ hoạt động với rất trơn tru và hiệu quả. Video không giống là mình hôm nay đã dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.